Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Cái thị trường handheld thì ngày càng phát triển hơn và chúng ta đã có sự xuất hiện đầu tiên là của Steam Deck, sau đó là đến ROG Ally và bây giờ thì chúng ta đã có thêm sự xuất hiện của Lenovo. Thì ở trên bàn mình thì mình đang có ở đây là Lenovo Legion Go. Cái sản phẩm này thì trong khoảng vài ngày vừa qua mình được sử dụng ấy, thì mình cũng có một số trải nghiệm nhất định về nó. Thì cái trải nghiệm của mình là như thế nào? Và với cái mức giá mà nó khá là cạnh tranh với cả ROG Ally thì các bạn nên chọn bộ máy nào, ROG Ally hay là Legion Go? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau video ngày hôm nay nhé. Trước khi vào video thì rất cảm ơn anh Toàn đã cho bọn em mượn cái mẫu máy này. Cái thiết kế của Legion Go nó vẫn là cái form hình chữ nhật cầm thường thấy ở trên những cái mẫu handheld hiện tại thôi, ở trên thị trường. Và về cái thiết kế này nhá, mình không chê hay là mình không khen gì cả, nhưng mà cái thiết kế của nó thì nó sẽ làm gọi là khá là tương đồng với cả Steam Deck. Và nó sẽ có một cái thiết kế vuông thành sát cạnh hơn khá là nhiều nếu như mà các bạn so sánh với cả ROG Ally. Và cái thiết kế ở Legion Go như thế này thì khi mà các bạn nhìn vào các bạn có thể nhìn thấy được ngay gọi là cái ADN của dòng Legion rồi. Những cái chi tiết ở trên Legion Go thì các bạn có thể nhìn thấy là nó rất là tương đồng khi mà các bạn so sánh sang những cái mẫu laptop gọi là Legion 5 hay là Legion 7, Legion 9 gì đấy. Và có một cái mà mình rất thích ở trên con Legion Go này là cái khả năng gọi là có thể tháo tay cầm của nó. Cái này nó không phải là một cái gì đấy mang tính cách mạng cả, bởi vì đây là cái tính năng mà chúng ta đã quá quen khi mà chúng ta nhìn thấy những con Nintendo Switch rồi. Và khoan nói về cái tháo tay cầm cũng như là công năng sử dụng của cái tính năng này trước, chúng ta sẽ có hai bên tay cầm được thiết kế form theo kiểu gọi là Xbox. Chúng ta sẽ có thêm một cái touchpad nhỏ ở đây để tiện cho quá trình sử dụng này. Đằng sau thì chúng ta sẽ có thêm những cái nút macro để chúng ta có thể cài, có thể kiểu gọi là khi mà chơi những cái tựa game FPS gọi là console ấy thì nó có thể cài thêm những cái nút macro như thế này, chúng ta gọi là hỗ trợ chơi game một cách tốt hơn. Ở màn đằng sau thì cái này là mình thấy là đây là một cái mặt nó cải tiến hơn khi là một người đi sau, nếu mà so sánh cả ROG Ally là nó có thêm một cái chân đỡ đằng sau để chúng ta có thể dựng lên trong quá trình chúng ta kiểu gọi là chơi cầm hai tay cầm ở đây thì màn hình ở giữa, màn hình trước mặt chứ. Màn hình trước mặt. Phía bên trên này chúng ta sẽ có một quạt tản nhiệt này, cũng như là nút nguồn này, jack 3.5 này. Bên này chúng ta sẽ có một cổng USB Type-C để sạc, cũng như là một khe thẻ nhớ micro SD để có thể gọi là nâng cấp ổ cứng và gọi là nút tăng giảm âm lượng. Nhưng chung thì nó cũng khá là đơn giản và nó cũng rất là tương đồng với những cái mẫu handheld hiện tại thôi. Cái số trọng lượng phân bổ ở trên Legion Go thì nó cũng khá là tương đồng với cả ROG Ally. Nó cũng không quá nặng và nó cũng không quá nhẹ, nó kiểu đối với mình thì nó cũng vừa phải. Bên dưới này thì chúng ta sẽ có thêm một cổng USB Type-C để có thể gọi là khi mà cầm như thế này chúng ta chơi không phải cắm từ bên trên xuống, nhìn trông nó hơi bất tiện. Và về cái độ hoàn thiện thì nó khá là cứng cáp và để tối ưu về mặt trọng lượng, thế nên là tất cả những mẫu handheld hiện tại thì đều được hoàn thiện từ nhựa cả. Thế nên là về mặt chất liệu hoàn thiện ở trên con Legion Go này thì mình cũng không có ý kiến gì. Thế bây giờ quay trở lại với cái tính năng mà có thể tháo tay cầm đi. Tháo được tay cầm như là Nintendo, nhưng mà đặc biệt hơn một cái là nó có thể trở thành một con chuột cầm tay luôn. Và tất cả những gì chúng ta cần để có thể biến cái mẫu handheld này có thêm một con chuột để có thể chơi FPS thì đây, cái plate này được trang bị sẵn ở trong hộp. Thì tất cả những gì chúng ta cần làm ấy là chúng ta bấm cái lẫy ở bên dưới này, tháo ra và gắn vào. Với mình thì ban đầu mình thấy cái tính năng này hay ấy, nhưng mà trong quá trình sử dụng thì mình thấy kiểu nếu mà để chơi FPS thì chúng ta cần một cái gì đấy nó cao cấp hơn một chút. Bây giờ chúng ta quay lại cái mặt trước đi. Cái màn hình của Legion Go thì là một cái màn hình 8,8 inch, độ phân giải là 2560 x 1600, tương đương khoảng 2,4K gì đấy. Và một cái đặc biệt hơn nhé là màn hình ở trên Legion Go là màn hình 144Hz và chúng ta có thể thay đổi được giữa 60 cũng như là 144Hz trong quá trình sử dụng. Vừa rồi chúng ta đã vừa đi qua gọi là thiết kế cũng như là màn hình của con này rồi. Thế thì cấu hình của con này sẽ như thế nào? Nhìn chung thì về mặt cấu hình thì nó cũng khá là tương đồng so với cả những cái sản phẩm handheld ở trên thị trường hiện tại. Chúng ta sẽ có con chip Ryzen Z1 Extreme chuyên dành cho thiết bị di động. Chúng ta sẽ có 16GB DDR5. Chúng ta sẽ có 3 phiên bản 256, 512 và 1TB. Phiên bản của mình là 512GB. Và chúng ta sẽ có một viên pin là 49,2Wh và có hỗ trợ rapid charge để có thể gọi là sạc nhanh 70% trong vòng 30 phút. Còn về hiệu năng thực tế thì mình cũng có test qua 3 bài, đấy là Cinebench R23, PCMark 10 và 3DMark. Điểm số cho ra thì các bạn có thể nhìn ở trên màn hình ấy, mình sẽ gọi là sâu từng cái một. Và đến với cái hiệu năng chơi game thì con máy này có thể chơi những game gì? Chơi game thì mình cũng test qua gọi là vài game cơ bản thôi, đấy là Elden Ring này, Spider-Man này. Thì nhìn chung khi mà các bạn chơi ở độ phân giải gọi là 1280 x 800 ở các tựa game như là Spider-Man hay là Elden Ring ấy, thì nó vẫn có thể chạm đến mức gọi là 60 FPS. Và có một cái vấn đề khi mà mình mới sử dụng cái con này ấy, là nó bị một cái lỗi gọi là không đọc được FPS. Thế nên là nhiều khi là các bạn sẽ không biết được cái FPS của mình là bao nhiêu. Đó thì khi mà mình test qua khoảng 3 tựa game AAA như thế thì cái con Legion Go này nó vẫn có thể cân được tốt. Mình thì mình không chơi gọi là FPS ở trên con này, bởi vì thực sự là để làm quen với cả cái tay cầm mà khi mà cái form chuột đang cầm trên bàn mà bây giờ cầm như này ấy, thì nó hơi khó, thế nên là mình cũng không test. Đến phần cuối cùng đi là cái thời lượng pin. Cái thời lượng pin của trên con Legion Go này thì khi mà các bạn để ở mức khoảng từ 5 đến 10W thì nó có thể trụ được khoảng từ 3 đến 4 tiếng. Tuy nhiên FPS không cao, bởi vì đây là mức tiêu thụ điện năng tối thiểu của con chip này rồi, thế nên là nó không thể nào bung được hết hiệu năng của nó. Khi mà các bạn up lên 15W ấy, là cái base của nó ấy, thì cái FPS của nó sẽ chỉ chạm được khoảng 30 FPS thôi. Và khi mà các bạn chỉnh lên 30W cũng như là cắm sạc để nó bung được hết tất cả các hiệu năng của con Z1 Extreme chip ở trong này này, thì lúc đấy cái FPS của nó mới thực sự là tốt. Đó, nhìn chung thì Lenovo Legion Go thì nó là một trong những cái mẫu máy handheld mà mình cảm thấy là cũng là khá là toàn diện ở trong thời điểm hiện tại. Và một lần nữa rất cảm ơn anh Toản đã cho bọn em mượn mẫu máy này. Chưa kịp chơi nhưng mà đã cho bọn em mượn để bọn em có thể gọi là có thời gian trải nghiệm rồi. Xem xong video này nếu như các bạn có cảm nghĩ gì và cũng như là muốn chúng mình làm thêm về những sản phẩm nào nữa thì có thể comment phía phần bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.